Sử dụng kiếng, đó là cách mà người dân ở vùng quê Đồng Nai dùng để câu những con dế cơm nằm sâu trong hang dưới lòng đất. Kiếng dùng để câu dế cơm là kiến bò nhỏ, có nọc rất độc và chích rất đau. Để bắt loài kiến này, cần dùng một loại cỏ dại thân trơn, dài, hơi cứng, tuốt hết bông, lá rồi đưa xuống hang kiến mà ngoáy. Thấy động, kiến sẽ túa ra bám vào cây cỏ. Người câu chỉ việc rút lên dùng tay vuốt thật nhanh để kiến rơi hết vào hũ đựng. Tuy nhiên, để bắt kiến cần phải có kỹ năng và kinh nghiệm để tránh bị đốt. Hang dế cơm thường rất sâu, nhiều ngóc ngách. Kiến xuống hang gặp dế sẽ bâu lại để cắn. Dế bị đau sẽ phải chui lên mặt đất. Mùa câu dế cơm bắt đầu vào khoảng tháng 10 hàng năm và kéo dài gần 2 tháng. Dế cơm hiện được xem là đặc sản vùng quê, được nhiều nhà hàng tìm mua với giá từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng một con.